Vải nhung này thì chúng ta có thể làm là mẫu hoa hồng nè. Vải tơ ống như thế này thì chúng ta có thể làm những cái mẫu hoa sáng tạo. Vải mà chúng ta may quần áo còn thừa đó thì chúng ta vẫn có thể tận dụng được. Vâng, quý khán giả biết không? Ngoài vải nguyên liệu thì người theo nghề làm hoa vải thủ công còn phải trang bị cho mình những dụng cụ khác nữa, như là màu nhuộm, keo dán, hạt cườm trang trí, kéo, cọ, và đặc biệt là phải có bộ tạo nhiệt để tạo dáng cho từng cánh hoa, từng loại hoa. Công đoạn khó nhất là công đoạn nhuộm màu và tạo dáng cánh hoa, vì làm sao mà chúng ta phải thổi hồn cho hoa của mình nghệ thuật nhất. Mình có thầy dạy nghề không ạ? Mình thì tự học thôi, nhưng bên cạnh đó thì mình vẫn có tham khảo thêm của những nghệ nhân nước ngoài. Bao lâu thì xong một sản phẩm? Tầm 5-6 giờ đồng hồ thì có thể hoàn thành một sản phẩm. Khó khăn nhất của ngày đầu là gì, cô có nhớ không? Khó khăn nhất ngày đầu là bộ nhiệt không biết cách sử dụng nè. Nó nóng quá có khi là bị phỏng, rồi có khi nó lại bị là cháy vải nữa. Vâng, thưa quý khán giả, và bằng tình yêu nghề thì cô Phương Dung đã thành nghề. Không những vậy mà cô còn tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm nhuộm vải, kinh nghiệm phối màu, kinh nghiệm tạo dáng. Tất cả đó đã tổng hợp lại để những lớp vải vô tri trở thành một tác phẩm có hồn hút mắt người xem. Và đến ngày hôm nay thì cô Phương Dung đã tự tin để có thể trình làng hàng chục sản phẩm khác nhau, độc đáo và độc bản. Thường thì mình sẽ kết nối thông qua nền tảng mạng xã hội là Facebook và Zalo á. Mình sẽ quay những cái bài hướng dẫn chia sẻ để cho học viên cùng xem. Mình cũng rất là muốn lan tỏa và cũng như bảo tồn được cái nét đẹp của làm hoa vải thủ công mà đã có ở Việt Nam rất là lâu. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn sáng tạo thêm những cái tranh hoa vải nghệ thuật và những cái hoa để cắm bình. Được sáng tạo và được làm công việc mình yêu thích, đó là hạnh phúc. Sáng tạo có lẽ không chỉ là một niềm hạnh phúc, mà sáng tạo đó còn là một cách để lan tỏa tình yêu cái đẹp đến với tất cả mọi người trong cuộc sống này. Và theo tôi, giá trị tinh thần mà một sản phẩm hoa thủ công mang tới, nó không chỉ làm cho bộ trang phục của chúng ta trở nên tinh tế hơn, mà còn khiến cho người đối diện cảm thấy vui vẻ, thư giãn khi mà được ngắm nhìn những sản phẩm đẹp.